Loại vũ khí khiến kẻ thù khiếp sợ của Nga khủng khiếp đến cỡ nào? Loại vũ khí đáng sợ này có đến 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng hủy diệt mọi thứ trong phạm vi 40.000 40 m vuông. Nó được coi là sát thủ trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video hiếm về hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A. Đây là hình ảnh được ghi lại trong một cuộc tập trận. Loại vũ khí đáng sợ này có đến 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng hủy diệt mọi thứ trong phạm vi 40.000 40 m vuông. Đây là lần hiếm hoi TOS 1A xuất hiện trong một cuộc tập trận. Được biết cuộc tập trận có sự xuất hiện của TOS 1A diễn ra ở vùng Leningrad của Nga. Trong đoạn phim được công bố cho thấy các hệ thống đang di chuyển vào vị trí của chúng, nạp đạn và cuối cùng là khai hỏa. Hình ảnh khai hỏa dữ dội của TOS 1A cho thấy sức mạnh nhiệt áp vô cùng khủng khiếp. Hệ thống TOS 1A còn được biết đến với biệt danh khá mỹ miều nhưng phù hợp với nó, TOS 1A được gọi là Solnestkod có nghĩa là sức nóng mặt trời. TOS-1A có nhiều bệ phóng tên lửa được trang bị các tên lửa nhiệt áp không điều khiển 220mm và được đặt bên trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. TOS-1A được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động. Điều này cho phép TOS-1A bắn mà không cần chuẩn bị sơ bộ về địa hình và trắc địa. Một phiên bản đầy đủ của TOS-1A có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, binh sĩ, khí tài và cộng sự của đối phương trong khu vực rộng gấp 6 lần sân bóng. Tuy nhiên tầm bắn của TOS-1A bị đánh giá là khá khiêm tốn so với phiên bản Joke mới. Tháng 11 năm 2020, Tư lệnh lực lượng phòng hóa Nga đã công bố về dự án hệ thống phun lửa hạng nặng mới, dự án nhằm nâng cao tính chiến đấu, sức công phá và khả năng sống sót trên chiến trường. Theo đó, TOS-1A sẽ được tăng khả năng bảo vệ trước vũ khí chống tăng, giúp ngắn thời gian chuyển từ trạng thái bình thường sang khai hỏa. Đạn không điều khiển cũng sẽ được tăng tầm bắn lên tới 15 km. Độ chính xác, diện tích sát thương sẽ lớn hơn. Kế hoạch nâng cấp này cho phép TOS-1A tiêu diệt nhiều mục tiêu mà mức tiêu hào đạn là ít hơn. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã được chứng minh hoạt động hiệu quả ở Afghanistan, Chechnya, Iraq và Syria. Hệ thống TOS-1 Buratino lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh Afghanistan Liên Xô 1988-1989. Tuy nhiên, cả thế giới chỉ thực sự biết đến dòng lửa khi nó phô diễn sức mạnh trên chiến trường Chechnya. Năm 2014, tại chiến trường Iraq, TOS-1 Buratino tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong trận đánh giành lại thị trấn Jeb al -Sakha. Hiệu quả của TOS-1 Buratino trên chiến trường Trung Đông khiến nhiều người kinh ngạc. TOS-1A cũng được gửi đến Syria. Quân đội chính phủ Syria để triển khai TOS-1A trong trận chiến với lực lượng phiến quân tại khu vực nông thôn và vùng núi xung quanh Latakia. Pháo phản lực TOS-1A cũng có mặt trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia. Nhiều nguồn tin cho biết Nga đã bán TOS-1A cho cả hai bên. Azerbaijan hiện có 18 chiếc và số lượng vũ khí này trong quân đội Armenia hiện vẫn còn là ẩn số. Bởi những gì đã được chứng minh trên chiến trường, TOS-1A được đánh giá là sát thủ chỉ đứng sau bom hạt nhân. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.